gia đình này trên bờ vực hôn nhân đổ vỡ. Của hồi môn lúc cưới không nói rõ căn nhà thuộc quyền sở hữu của ai, vì thế người chồng muốn bán nhà, cho phép mẹ con Lê R một tháng để chuyển đi. Con của họ tên Asia, dường như cậu mắc chứng bệnh sợ giao tiếp nên luôn tự chơi một mình. Tuy nhiên gần đây cậu đã có bạn mới, vì vậy Lê R muốn chồng suy nghĩ lại. Đáp lại lời này nỉ đó, tên chồng cũ vẫn chẳng mảy may quan tâm. Ông cho rằng con trai mình thật ngu ngốc và lập dị, ném cho cậu những lời tàn nhẫn nhất. Nữ chính đang nướng bánh trong bếp, cô cảm thấy thương cảm cho số phận của mình và con, hy vọng tên chồng cũ biến mất cho rảnh của nợ. Dứt lời có một tiếng động lớn, lần theo cô kinh hoàng khi thấy chồng cũ nằm dưới đất be bét máu, con trai cô đã kết liễu ông ta. Asia vẫn thản nhiên cho rằng mình chưa đủ tuổi nên nhà tù sẽ không đón tiếp cậu, cùng lắm là vào trại cải tạo. Tuy nhiên Lê R nhất quyết bao biện cho con trai. Đang rối rắm không biết xử lý thi thể thế nào thì bồ của chồng cũ gọi tới máy ông ta, Lê R chọn phớt lờ để tránh bị nghi ngờ. Khi họ di chuyển cái xác, Asia nhận thấy chiếc kéo mình sử dụng có khắc tên viết tắt của Lê R. Họ đành cắn răng rút vật sắc nhọn ra khỏi cổ nạn nhân. Asia chuẩn bị lao đi vết máu bỗng thằng bạn chí cốt gọi tới, nó muốn qua đêm bên nhà nhưng cậu từ chối. Tiếp theo Lê R và Asia đặt thi thể chồng cũ vào cốp xe của hắn. Asia còn đề nghị mẹ nghĩ ra bằng chứng ngoại phạm, nếu trong thời gian bố chết, mẹ ở đây sẽ bị đặt làm nghi phạm. Nghe theo lời khuyên của con trai, Lê R bắt taxi về trung tâm thành phố, cô nhờ tài xế đóng giả làm người yêu của mình. Lê R bước vào quán nước trong khi tài xế bên ngoài luyện lời thoại, cô trò chuyện với một cặp đôi và nói mình đang đợi chồng. Ngay sau đó bác tài đến, tuy nhiên trước sự ngạc nhiên của anh, Lê R đã buộc tội anh là kẻ tâm thần và đe dọa sẽ báo cảnh sát vì đã theo dõi cô. Khi cô bước ra ngoài, tài xế vội vàng giải thích mình không có mối quan hệ gì với người phụ nữ đó. Trở về nhà, Lê R ngạc nhiên khi thấy Julian, người bạn lớn tuổi của con trai cô, đang ngồi thực hiện một dự án ở trường. Khi cậu thiếu niên hỏi liệu mình có thể ở lại qua đêm không, Lê R đã kéo Asia sang một bên để nói chuyện. Cô mắng con trai vì đã mời ai đó đến nhà trong khi xác của chồng cũ chưa được xử lý. Để xoa dịu tinh thần của mẹ, Asia hứa sẽ giúp cô di chuyển xe vào đêm hôm đó. Cơ mà đêm đó Lê R đã ngủ quên nên quên dắt xe ra khỏi nhà cùng con trai. Sáng hôm sau, cô chạy vội vào bếp tìm con trai, có vẻ chưa có ai phát hiện. Khi họ chuẩn bị đến trường, cô trấn an Asia rằng mình sẽ lo mọi việc. Trong khi đó, luật sư tham nhũng Susanna đã tổ chức một cuộc họp thay mặt cho chồng cũ, người đang tham gia vào các giao dịch kinh doanh đáng ngờ. Mặt khác, Vanessa gọi điện cho Lê R để tìm commit chồng cũ Lê R, nhưng cô nàng nói dối người yêu của bạn không ở đây. Vừa cúp máy đã có hai người chuyển nhà vào nhà mình, commit đã đưa cho họ chìa khóa để dọn gara kể từ khi anh ta bán nhà. Bất chấp nỗ lực ngăn cản của Lê R, những người đàn ông vẫn mở cửa gara, tâm trí sợ sệt cho đến khi phát hiện xe của chồng cũ không còn ở đó nữa. Có chút bối rối, cô gọi lại cho bồ commit, tỏ ra lo lắng cho người chồng cũ mất tích. Susanna an ủi Vanessa, suy đoán có thể ủy ban chống tham nhũng đã bắt giữ commit. Tuy nhiên luật sư nhanh chóng loại trừ khả năng này vì lẽ ra cô ấy sẽ biết trước. Lê R nhận được tin nhắn từ một người ẩn danh đề nghị giúp đỡ hoàn cảnh của cô. Khi cô hỏi danh tính của họ, người bí ẩn hẹn gặp nhau ở cầu treo lúc 2 giờ. Làm theo hướng dẫn, Lê R đến địa điểm đó và phát hiện người nhắn tin bí ẩn chính là Julian. Cậu tiết lộ mình đã hỗ trợ Asia di chuyển xe vào đêm hôm trước. Bất ngờ hơn, chàng trai đã thú nhận tình cảm của mình với cô, cơ mà chỉ nhận về cái phớt lờ. Cô quay sang hỏi con trai, cậu nói mình để xe của commit trên con đường ngẫu nhiên. Trong khi đó, thanh tra Andoni và Wanchu tìm thấy chiếc xe chở thi thể của commit. Họ vội vàng báo tin cho Vanessa và Susanna. Khi biết tin commit qua đời, luật sư tố cáo người vợ đã ra tay diệt chồng, nhưng cô phủ nhận điều đó. Không có chứng cứ thì đừng buộc tội tao nha. Cùng thời điểm Lerer tới gặp cảnh sát, cô cho biết mình hẹn gặp commit ở một quán ăn nhưng anh ta không xuất hiện. Asia và Julian làm bài tập về nhà và Julian đề nghị được ở lại qua đêm. Để đảm bảo họ hiểu những gì cô nói, Lerer yêu cầu họ lặp lại kế hoạch. Tuy nhiên Asia đói rồi, cậu để mẹ và thằng bạn ở phòng khách một mình. Người phụ nữ sau đó nhân cơ hội nói chuyện riêng với Julian. Trong khi cảm ơn anh vì đã lái chiếc xe, cô nói rõ tình cảm anh dành cho cô là không có thật. Cơ mà thằng nhóc này cứ nhìn đi đâu ấy, tâm trí lơ đãng sang Lê R quyến rũ mình với bộ đồ ngủ mỏng manh. Khi thiếu niên trở lại hiện thực, anh nhận ra mình đã giải phóng thứ gì đó, ngay lập tức nhận được ánh mắt chán ghét từ đối phương. Julian vẫn không từ bỏ, cậu bộc bạch mình đã mơ thấy đôi chân của cô hàng đêm, ôm chặt cô, cầu xin cô cho mình một cơ hội. Đáp lại tình cảm chân gà đó, người phụ nữ vùng ra khỏi vòng tay anh, yêu cầu anh dừng ngay cái tư tưởng bệnh hoạn. Bị từ chối khiến cậu thanh niên đau lòng, Julian chộp lấy khẩu súng và đe dọa mình sẽ làm điều dại dột. Lo sợ thằng nhóc này thực sự nổ súng, Lerer nhìn vào mắt Julian và nói mình cũng yêu cậu, giống như yêu Asia ấy, tình mẹ con. Không, cháu muốn nói nhiều hơn thế, là tình cảm giữa nam nữ ấy. Rơi vào tình cảnh khó xử, may mà có tiếng bấm chuông. Lerer thận trọng cầm vũ khí và bước về phía cửa, cô nhận ra đó là mẹ mình, Paqui và người chăm sóc Evelyn. Thì ra nhà bà bị ngập nên chuyển tới đây để ở nhờ. Vanessa nhớ về chiếc điện thoại di động của commit chứa những email và tin nhắn có thể khiến cô gặp rắc rối. Cô nghĩ ra một kế hoạch với luật sư. Trong bữa tối với Andoni, Susanna nhắc đến người cha ốm yếu và các nghĩa vụ tài chính, nhấn mạnh việc ông thiếu tiền tiết kiệm hưu trí. Để đổi lấy tiền mặt, luật sư thuyết phục Andoni không đào sâu vào công việc kinh doanh của commit và Quiller là thủ phạm do có thể có động cơ liên quan đến quyền thừa kế của Asia. Để có tiền, thanh tra đã đồng ý thỏa thuận và đưa tiền mặt cho bố anh. Ở nhà,
Lyra nói với Paqui rằng cô đã kết liễu cuộc đời Comit. Bà không trách cô nhưng không quên nhắc nhở Lyra hãy tự thú, ít ra có thể được khoan hồng. Ngày hôm sau, tại đám tang của Comit, Lyra gặp Vanessa, người hỏi cô liệu Comit có để điện thoại của anh ấy ở nhà họ không. Tuy nhiên, người phụ nữ khẳng định người yêu cũ của anh không xuất hiện. Khi người vợ nói với cô ấy rằng mình sẽ quản lý tài sản của Comit, Lyra nhắc cô ấy rằng Azir được thừa kế một nửa số tài sản đó. Dưới đám tang cùng con trai và Julian, người phụ nữ gặp Juansu, người đã đưa cô đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Ở đó, cô bịa ra một câu chuyện, khai mình tính gặp Comit tại một quán ăn trong khi Azir và bạn của anh ấy thực hiện dự án của họ ở nhà. Ngay sau khi nghe điều này, Andoni xin phép một lúc để Juansu tiếp tục thẩm vấn. Biết Lyra không có việc làm bán thời gian, anh đã đặt câu hỏi tại sao cô lại có những đôi giày đắt tiền trong khi Comit chỉ trả tiền nuôi con cho cô. Nghe vậy, Lyra ngụ ý rằng người yêu cũ sẽ cho cô thêm. Cô tiết lộ họ vẫn ngủ với nhau vì người vợ hiện tại không thỏa mãn anh trên giường. Cuối cùng, Andoni đưa tài xế taxi đến. Người này hóa ra đã báo cáo việc cô quên trả tiền vé cho anh ta. Nhưng khi biết cô là vợ cũ của người đã khuất, anh đã rút đơn tố cáo vì nghĩ có lẽ cô chỉ đang đau buồn mà thôi. Andoni sau đó hỏi Lyra tại sao cô lại được tài xế đón và đưa về trung tâm thành phố vào thời điểm Comit qua đời, đồng thời tại sao cô lại hướng dẫn nam tài xế ứng biến trong quán ăn. Người phụ nữ tỏ ra xấu hổ nói mình hôm đó qua đêm với Julian thì lấy đâu thời gian đi với nam tài xế hay chồng cũ. Ngay sau khi người phụ nữ rời đi, các thanh tra dồn tài xế vào phòng tắm, yêu cầu anh nói ra sự thật. Tuy nhiên, tài xế taxi khẳng định người phụ nữ này là hành khách của mình và cô đã yêu cầu anh ta đùa giỡn. Julian xem ảnh của Lyra ở trường thay vì nghe giảng, chợt người phụ nữ gọi điện cho cậu để thông báo bằng chứng ngoại phạm của họ không có kết quả, cô đành thay đổi kế hoạch. Cô kể cho Julian nghe tin tức rằng cậu đã đến nhà để thực hiện một dự án ở trường với Asia, nhưng họ đã dành cả buổi chiều bên nhau trong khoảnh khắc thân mật. Kế hoạch này khiến Julian vui vẻ, nhưng Lyra nói rõ đó chỉ là lời nói dối mà họ khai với các thanh tra. Nghe vậy, thiếu niên nhất quyết nói rằng họ thực sự nên ngủ cùng nhau, nếu không thì cô chỉ đang lợi dụng anh mà thôi. Bị xúc phạm, anh ta cúp máy người phụ nữ, mặc kệ Lyra có gọi lại nhiều lần. Trong khi đó, Susanna đến thăm Evelyn và Paqui, luật sư đưa danh thiếp của cô cho người chăm sóc, yêu cầu cô thông báo nếu tìm thấy điện thoại của Comit. Ít lâu sau Lyra về đến nhà, cô tỏ ra ngạc nhiên khi thấy vị khách. Susanna thừa nhận rằng cô đang lục soát ngôi nhà của họ để tìm điện thoại của doanh nhân, nhưng đồng thời cô cũng đang cân nhắc việc cung cấp các dịch vụ pháp lý của mình. Lyra chỉ ra mình không cần luật sư vì cô không buộc tội gì cả, dù luật sư nói rõ sẽ giúp cô ấy về tài sản thừa kế của Asia. Khi người phụ nữ khẳng định không cần mình, Susanna đã đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp phòng trường hợp cô ấy đổi ý. Tại đồn cảnh sát, Andoni nói với Juansu rằng anh không tin câu chuyện của Lyra. Khi đồng nghiệp của anh ta đề nghị xem xét hoạt động kinh doanh của Comit, thám tử đã cố gắng can ngăn anh ta, ám chỉ Lyra có tội. Sau đó, các thanh tra đến trường để thẩm vấn Julian trước mặt cha mẹ cậu. Ngay sau đó, Juansu tìm thấy một hình minh họa bệnh hoạn trong sổ tay của mình có tên Lyra. Andoni hỏi cậu thiếu niên xem anh có ngủ với người phụ nữ lớn tuổi hay không. Thấy cậu thiếu niên không trả lời, các thám tử đã đến nhà cậu và phát hiện ra một tập tài liệu đáng ngờ mà họ muốn mở. Mẹ của Julian đe dọa con trai rằng cậu bé sẽ gặp rắc rối lớn nếu những lời buộc tội là đúng. Cậu thiếu niên mở tập hồ sơ ra, để lộ bức ảnh Lyra trong bộ đồ tắm. Trong phòng, Andoni tìm thấy đồ lót của một phụ nữ và nhận ra đó là của Lyra. Icon bức xúc và dọa kiện nhà trường, quận, thành phố. Khi cha mẹ đưa con trai họ đi nói chuyện riêng, Juansu nói với Andoni rằng Lyra chắc chắn vô tội vì cô ấy tỏ ra bận rộn vào thời điểm Comit qua đời. Tuy nhiên, trong khi Juansu bị em trai Julian đánh lạc hướng, Andoni đã tìm thấy một điếu thuốc cháy dở trong thùng rác và anh đã bí mật cất trong túi. Cùng lúc đó, Lyra hoảng sợ khi nhận ra điện thoại của Comit bị mất tích. Khi Asia đến, cô hỏi anh thiết bị ở đâu, nhưng con trai cô nói với cô rằng Julian đã bị thẩm vấn. Lo lắng, Lyra ngay lập tức liên lạc với Julian, người thừa nhận rằng anh đã khai với cảnh sát về mối quan hệ của họ. Nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Icon đã can thiệp lăng mạ người phụ nữ rồi ném điện thoại của con trai bà ra ngoài cửa sổ. Tối hôm đó, khi Andoni rửa bát, Juansu đề nghị thuê người chăm sóc người cha ốm yếu của mình để ông có thời gian tận hưởng cuộc sống. Anh ấy đề nghị Andoni đưa bố vào viện dưỡng lão và ngừng trả tiền cấp dưỡng nuôi con vì dù sao thì vợ cũ của anh ấy cũng có một người chồng giàu có. Tuy nhiên, thám tử đã bị xúc phạm và yêu cầu bạn mình rời đi. Sau đó, Andoni liên lạc với Susanna để đảm bảo Lyra sẽ bị bắt vào ngày hôm sau. Đêm đó, Julian trèo lên cửa sổ nhà Lyra để gặp cô. Anh nói Icon đã lấy điện thoại của mình và bố mẹ không biết cậu đã lẻn ra ngoài. Cậu thiếu niên hỏi cô có yêu mình không. Không chờ đối phương trả lời, Julian đã lao tới hôn cô. Lyra ngăn Julian lại. Người phụ nữ nảy ra một ý tưởng, lợi dụng tình cảm của Julian dành cho mình. Cô đề xuất kế hoạch là miêu tả Julian là thủ phạm nếu cuộc điều tra leo thang. Ngay lập tức, thiếu niên đồng ý. Cuối cùng, hai người đã có một đêm nồng nàn. Một bên khác, vị linh mục bước ra khỏi gian hàng của mình, bàng hoàng trước câu chuyện vừa nghe. Người phụ nữ chỉ ra nhiều điều muốn nói, nhưng anh ta từ chối lắng nghe và khuyên cô nên tìm một linh mục khác. Khi Lyra đặt câu hỏi về sự cam kết của mình với Chúa, vị linh mục yêu cầu cô chứng minh lời thú nhận của mình là đúng. Đáp lại, người phụ nữ tháo kính râm ra, để lộ khuôn mặt bầm tím. Bị thuyết phục bởi bằng chứng này, vị linh mục cho phép cô tiếp tục câu chuyện của mình. Buổi sáng sau khi ngủ với Lyra, Julian vội vã rời đi để có thể trở về nhà mà bố mẹ không phát hiện. Khi cậu ta bước ra khỏi cửa,
người phụ nữ đã suy nghĩ lại và quyết định hủy bỏ kế hoạch coi thiếu niên là hung thủ. Tuy nhiên, Julian khẳng định Lerer là chủ của mình dẫn đến nụ hôn chung. Icon chứng kiến điều này liền trèo qua cổng để kéo con trai về. Asia xuất hiện phía sau, hỏi đùa rằng bạn anh có giỏi chuyện giường chiếu hay không, cơ mà cô chỉ nói tất cả là để che đậy sự thật. Sau đó con trai bà tiết lộ rằng điện thoại của Commit nằm trong hộp chai rượu để trong gara. Nghe vậy, người phụ nữ hoảng hốt vì hôm trước người vận chuyển đã lấy hết đồ đạc. Để chứng minh Lerer là thủ phạm, Anoni đã ép tài xế taxi thú nhận một câu chuyện bịa đặt. Vì sự an toàn của mình, nam diễn viên làm theo chỉ dẫn, nói Lerer đã trả cho anh ta $1,000 để giúp cô dàn dựng một cảnh trong một quán ăn nhằm tạo ra bằng chứng ngoại phạm. Khi Juansu hỏi anh ta về điếu thuốc bị cháy mà Anoni tìm thấy, nam tài xế giải thích Lerer đã đi taxi với Julian, người sở hữu nó. Bởi sáng hôm đó Evelyn không đến nên Lerer đã đưa mẹ đến công ty chuyển nhà để lấy chiếc hộp đựng điện thoại của Commit. Tuy nhiên, nhân viên đã thông báo Lerer không thể chạm vào bất cứ thứ gì vì cảnh sát đã niêm phong đồ vật để phục vụ điều tra. Trên đường đi ra ngoài, Lerer gặp người vận chuyển đã lấy những chiếc hộp và phát hiện họ giữ chiếc hộp đựng rượu cho mình. Anh ta đưa họ đến một nhà kho, nơi Lerer thấy có nhiều người đàn ông đang thưởng thức đồ uống. Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị lấy điện thoại của Commit, một trong những người đàn ông tỏ ra nghi ngờ vì nghĩ rằng cô đang ghi âm họ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi Anoni bắt đầu gọi điện cho cô vì nghi ngờ cô đang hợp tác với thám tử. Người đàn ông hoảng sợ khi một chiếc xe tải xuất hiện bên ngoài, dẫn đến một cuộc đối đầu dẫn đến việc họ bắn nhau. Giữa lúc hỗn loạn, Lerer cố gắng trốn thoát nhưng bị vấp và ngã, trước mắt một tên côn đồ chĩa súng vào cô. Tình thế nguy cấp, có người đã cứu cô bằng cách bắn chết người đàn ông có vũ trang. Vì mọi người đều bất tỉnh nên cô lấy điện thoại của Commit rồi bỏ đi. Trong khi đó, Anoni để lại một tin nhắn thoại cho Lerer báo cáo với đài. Cùng lúc đó, anh đón Asia và Julian từ trường. Khi anh dẫn họ vào xe cảnh sát, các bạn cùng lớp đã vỗ tay tán thưởng họ một cách kỳ lạ. Cũng vì thế, Asia bắt gặp ánh mắt của người mình yêu. Khi Lerer nghe thấy tin nhắn thoại, cô quay sang Paki, nhờ cô chăm sóc Asia vì cô quyết định đầu thú cảnh sát. Trong khi đó, tại phòng thẩm vấn, Julian bối rối khi bị buộc tội đi taxi với Lerer. Để làm sáng tỏ mọi chuyện, Asia cố gắng thú nhận rằng chính cậu là người đã kết liễu cuộc đời của bố mình. Thiếu niên còn lại cố gắng nhận lỗi làm thanh tra bối rối. Các công tố viên vị thành niên đã quyết định dừng việc thẩm vấn và xử lý họ sâu hơn vì họ chưa đủ tuổi. Chiều hôm đó, Lerer gặp Evelyn, nhờ cô đưa Paki về nhà. Tuy nhiên, người chăm sóc trở nên nghi ngờ khi quan sát thấy Lerer cầm điện thoại của Commit. Cô lập tức liên lạc ngay với Susanna. Giữa lúc đang nóng nảy với chồng, luật sư nhấc máy và biết được vợ cũ của Commit có món đồ đó. Để ngăn Lerer giao điện thoại cho cảnh sát, Susanna đã liên hệ với cô ấy, khiến cô nghĩ về ảnh hưởng của việc mình bị giam cầm đối với Asia, hứa sẽ giúp đỡ nhưng lại giục cô gặp nhau sau tại một tòa nhà bỏ hoang. Sau cuộc gọi, luật sư cùng Vanessa nghĩ ra kế hoạch để loại bỏ Lerer. Trong khi đó, Wan Chu đáng ngờ đã điều tra cá nhân và phát hiện ra Anoni đã thúc giục nam diễn viên bịa đặt một câu chuyện đến tòa nhà bỏ hoang. Lerer phát hiện Vanessa và Susanna muốn cô viết một lá thư tuyệt mệnh và tự kết liễu đời mình bằng cách dùng thuốc quá liều để đổi lấy việc đảm bảo rằng Asia sẽ nhận được tài sản thừa kế của Commit. Đêm đó, Wan Chu đến thăm Anoni, nói với anh rằng mình đã báo cáo với thẩm phán vì tội làm giả bằng chứng, nhận hối lộ và cộng tác vào một hành vi giết người. Đáp lại, thám tử phạm tội đóng cửa lại và lấy súng để kết liễu bố và chính anh ta. Sau khi Lerer lấy máy tính bảng, Susanna đã liên lạc với Evelyn. Để đổi lấy tiền, cô giao nhiệm vụ kết liễu cuộc đời của Asia và khiến nó giống như một hành động tư tư. Lerer chờ đợi ngày tàn của mình, Vanessa tiết lộ kế hoạch đòi quyền thừa kế của Asia. Nhận ra điều này, người phụ nữ ném lên. Trong cơn hoảng loạn, Vanessa đã định kết liễu đời người phụ nữ bằng cách đẩy cô ra khỏi sàn tòa nhà theo chỉ dẫn của Susanna. Evelyn vào phòng ngủ tính bắn Asia bằng khẩu súng ngắn của Commit. Tuy vậy, thiếu niên ngay lập tức ngăn cô lại, dẫn đến xô sát trên sàn. Người chăm sóc đặt khẩu súng ngắn lên giường, định bóp cổ Asia. May mắn Paqui đã can thiệp, cô chụp lấy khẩu súng ngắm để cứu cháu trai mình khỏi người phụ nữ. Lerer cố gắng giải thoát cho mình, gây ra một cuộc ẩu đả giữa cô và Vanessa. Khi chiến đấu, họ cùng nhau rơi xuống tầng dưới. Người phụ nữ giật lấy bình cứu hỏa và dùng nó với người vợ hiện tại của Commit. Tuy nhiên, Vanessa đã sớm lấy được chiếc thắt lưng của mình và dùng nó để siết cổ đối thủ. Đúng lúc đó, Susanna nhận được một cuộc gọi tiết lộ rằng Anoni đã tự kết liễu đời mình sau khi hành vi sai trái của anh bị phanh phui. Vì vậy, cơ quan chức năng đã phát lệnh bắt vợ Commit. Để cứu cô khỏi rắc rối, luật sư đã cân nhắc việc sa thải Vanessa bằng cách dùng sẻng đánh cô. Cuối cùng cũng an toàn, Lerer dùng giày cao gót để đảm bảo cái chết của người phụ nữ. Sau đó, Susanna đứng về phía Lerer. Khi báo cáo với Juansu, cô nói với anh rằng Vanessa đã kết liễu cuộc đời Commit vì ghen tị. Cô cũng lưu ý rằng vợ của doanh nhân đã hối lộ Anoni và ép Lerer phải thú nhận. Ở hiện tại, Lerer nói với vị linh mục rằng cô không hối hận khi kết liễu Vanessa. Cô thừa nhận mối quan hệ của cô với Julian là sai lầm nhưng nhấn mạnh cô chỉ muốn bảo vệ con trai mình. Khi vị linh mục cân nhắc việc gọi cảnh sát, Lerer cầu xin sự tha thứ và anh yêu cầu cô đọc ba kinh kính mừng. Trở về nhà, Lerer nhìn Asia hiện đã có bạn gái. Đột nhiên có ai đó ôm eo cô. Julian hỏi cô ấy có hạnh phúc không. Lerer đáp lại bằng cách hôn anh. Trên đây thuộc toàn bộ nội dung phim Làn Sóng Tội Phạm. Các bạn có ý kiến và thấy như thế nào hãy để lại một like và bình luận. Đặc biệt đừng quên đăng ký. Cảm ơn các bạn.